Chúng ta đang ở game đấu thứ 9 và lúc này tỷ số đang là 6-2. Một game thắng nữa để Ruby Dynamics giành được chiếc huy chương vàng ở nội dung pool 9B nữ. Cú cắt bi rất chính xác. Nhưng đây là một tình huống mà sẽ phải đưa bi số 3 vào lỗ cuối bàn. Cú đánh cũng như những cú điều bi của Ruben Lamit đạt được độ chuẩn xác cực cao ở trận đấu ngày hôm nay so với đối thủ của mình. Như vậy đó là một tình huống rất chính xác nữa đến từ Ruby Dynamics. Tiếp theo cô sẽ giải quyết bi số 5 ở lỗ giữa rất thẳng góc. Sau đó sẽ là tình huống giải quyết bi số 6 vào cuối bàn bên trái. Lực rất vừa phải để có được tình huống chồm tay đánh thoải mái. Vấn đề là sẽ điều bi chủ để giải quyết bi số 7. Như vậy quyết định sẽ là dùng bồ cao chứ không phải là một tình huống chồm tay đến từ Ruby Dynamics. Tình huống đánh trô bi. Đã bị bi chính lấp góc chăng? Có vẻ như là không đủ mặt để có thể chạm đủ bi số 7. Không, ở góc máy này thì cảm giác là bi số 7 vẫn còn thuận lợi để có thể đưa được vào lỗ góc. Khá may mắn cho Ruby Dynamics khi mà vừa rồi cô đã không bị che bởi bi số 9. Chỉ còn 2 bi thôi. Rất dễ dàng để điều bi. Quả bi quyết định và chiếc huy chương vàng với nụ cười của Ruby Dynamics. Cô đã bước lên bục vinh quang của SEA Games. Chắc chắn là như vậy. Một đẳng cấp nhà vô địch thế giới thì không thể nào bỏ lỡ được cơ hội như vừa rồi. Chiến thắng quá giòn giả 7-2 dành cho cầu thủ người Philippines Ruby Dynamics ở nội dung pool 9B. Và tiếp theo sẽ là phần trao huy chương vàng dành cho cầu thủ người Philippines và huy chương bạc dành cho cầu thủ Huy Minh Thang của Singapore. Và chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những